xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 26 tháng 3 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi đủ mọi mặt. Tam hội nâng đỡ cho thấy dưới sự giúp sức của quý nhân, người tụ tỷ sẽ mau chóng khắc phục mọi khó khăn đang gặp phải. Tinh thần làm việc nghiêm túc sẽ đem lại cho con giáp này sự đánh giá cao từ cấp trên. Tình cảm Vận trình tình cảm đẹp đẽ nồng nàn, thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ tình cảm của những chú chuột và nửa kia đang hòa hợp vô cùng. Người độc thân hứa hẹn sẽ gặp được ý trung nhân với điều kiện phải cởi mở hơn. Tài chính, vận trình tài lộc sẵn rõ, con giáp này hoàn toàn có thể tự mình chi trả cho các chi phí sinh hoạt sau khi đã trả được vài khoản nợ trước đó. Cẩn trọng, đừng quá nóng vội hay bi quan, kiên trì mới đạt được thành công. Tuổi giáp tỷ, vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người giúp đỡ. Tuổi bính tỷ, tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch. Tuổi Mậu Tý, đôi lửa ngày càng có sự tầm đầu ý hợp. Tuổi Canh Tý, cần quan tâm hơn tới các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tuổi Nhâm Tý, chưa suy nghĩ kỹ càng trước mọi quyết định. Con số may mắn số 16, số 82, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2 tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra hơn cả mong đợi với sự che chở của thiên ẩn con giáp này hoàn toàn có thể nhận được đánh giá cao từ những người có địa vị cao đặc biệt với những người đang làm trong lĩnh vực khoa học nghệ thuật sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn tình cảm vận trình tình cảm có điểm rạn nứt tác động của thổ khắc thủy khiến những người tuổi này nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thay vì chỉ tập trung làm việc. Công việc dù bận rộn thế nào cũng không nên bỏ qua tình cảm gia đình. Tài chính, vận trình tài lộc rủng rỉnh. Tiền bạc dư giả giúp cho người tuổi này có thể tự tin hơn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Cẩn trọng tránh tự cô lập bản thân trong môi trường tập thể. Tôi ất sửu công việc tiến triển thuận lợi, không gặp trở ngại. Tôi tên sửu tự xử lý vấn đề, không cần ai giúp. Tôi kỹ sửu các mối quan hệ xã giao còn hạn hẹp. Tôi tân sửu thời gian dành cho gia đình còn khá hạn chế. Tôi quý sửu chú ý giữ gìn sức khỏe trong ngày thổ vượng. Con số may mắn số 29, số 11. Màu sắc may mắn màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi hợi. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc. Vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra gặt hái thành tựu. Người tuổi dần mau chóng chạm tay tới đích sau cùng nhờ cách làm việc khoa học chỉnh chu. Ngoài ra những mối đầu tư có lợi còn mang lại cho người làm kinh doanh kết quả mỹ mãn. Tình cảm, phần trình tình cảm trở nên nan giải, tác động của cục diện tương phá khiến cho người đã lập gia đình nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia. Tình yêu lửa đôi lạnh nhạt vì người trong cuộc ít chia sẻ tâm sự thường xuyên. Tài chính, vận trình tài lộc vững vang nhờ có chính tài nâng đỡ mà con giáp này có thể gặt hái được những khoản tiền vượt ngoài mong đợi. Cẩn trọng, Tránh lo chuyện bao đồng nếu không muốn trút rắc rối vào người. Tuổi giáp dân, được lọc trời ban nên tài vận tăng tiến. Tuổi bính dân, tình cảm vợ chồng nhạt phai theo thời gian. Tuổi mầu dân, nên dành thêm thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tuổi canh dân, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tuổi nhâm dân, mâu thuẫn tình cảm liên tiếp nổ ra. Con số may mắn số 1, số 5, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra hàng hải dễ dàng. Tinh thần làm việc không bớt, biết mệt mỏi khiến cho người tuổi mão có thể thuận lợi vượt qua mọi áp lực trong cuộc, thiệt, cuộc sống. Tuy nhiên, xu hướng lý tưởng hóa mọi việc sẽ khiến bản mệnh càng thêm mệt mỏi vì không đạt được mục tiêu của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm, ấm áp nồng nàn, thủy sinh mộc cho thấy con giáp này và nửa kia đang trải qua những giây phút vô cùng lãng mạn bên nhau. Tình cảm vợ chồng càng thêm thấm thiết với nỗ lực vùng đắp từng ngày của hai người. Tài chính, vận trình ta lọc tăng tiến, Khả năng quan sát và nắm bắt cơ hội tốt giúp cho con giáp này đảm bảo được tuổi tiên của mình. Cẩn trọng, tránh, tỉnh toán, nghĩ ngợi cho bản thân nhiều hơn. Tuổi ất mão vận tài lộc khởi sắc khá nhanh, thoải mái trong chi tiêu. Tuổi đinh mão tự tin, mạnh dạn nhận thêm trách nhiệm mới. Tuổi kỷ mão tránh việc gì cũng lý tưởng hóa mức, tuổi tân mão được khách hàng tin tưởng ủng hộ điều điều tuổi quý mão con đường tình duyên trục trặc gây bất ổn đến tinh thần con số may mắn số 13, số 8, màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi mùi năm tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc vận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi như mơ Chính ẩn nâng đỡ giúp cho người tuổi thân tự tin hơn nếu đang ấp ủ một dự định mới. Tinh thần làm việc hăng sai và nhiệt tình sẽ giúp bản mệnh rút ngắn được khoảng cách đi tới thành công. Tình cảm, phần trình tình cảm xảy ra bất đồng, ảnh hưởng của thổ khắc thủy khuyên những người tuổi này cần bình tĩnh, hạ thấp cái tôi mọi khi có xung đột xảy ra. Điều quan trọng cần làm lúc này là tuyệt đối không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Tài chính, vận trình ta lọc tài lộc không tệ, nhờ tư duy kiếm tiền hiện tại, cởi mở mà con nhấp này có thể tránh được những áp lực tài chính đáng kể. Cẩn trọng, hãy nhìn lại bản thân trước khi muốn trách móc người khác. Tuổi giáp thân gặp nhiều vấn đề trục trặc trong công việc. Tuổi bính thân hiệu suất giảm sụp tốn nhiều thời gian và công sức. Tuổi Mậu Thìn đừng lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn. Tuổi Canh thình coi những thứ khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời. Tuổi Nhâm thình không nên bắt ép người khác nghe theo lời của mình. Con số may mắn số 23, số 9, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Ảnh hưởng của cuộc diện tương xung cho biết do không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp nên con giáp này dễ gặp những rắc rối không mong muốn. Tham vọng trong công việc là điều đáng khen, nhưng đừng nhầm lẫn nó với việc ôm đồm mọi thứ về mình. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng nồng nàn, hạnh phúc ngập tràn và càng thêm khẳng kích của các cặp đôi khiến cho nhiều người mơ ước. Người độc thân đừng quá chủ quan hay tỏ ra lạnh lùng mà bỏ qua cơ hội yêu đương dành cho mình. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, con giáp này nên hạn chế chi tiêu hoang phí, đồng thời học cách tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Cẩn trọng, đừng lấy điểm yếu của mình làm lý do để tự ti buồn phiền. Tội ất tỵ đón nhiều niềm vui về phương diện tình cảm. Tội đinh tỵ mất lòng nhiều người vì sự thẳng thắn quá mức. Tội kỷ tỵ ôm đồm nhiều việc khiến sức khỏe giảm sút rõ rệt. Tội tân tỵ làm việc hăng sai, mọi việc thuận lợi. Tội quý tỵ trở nên thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Con số may mắn số 4, số 5, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 7 tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không quá xuân sẻ thường quan xuất hiện khiến cho người tuổi này đừng chủ động tranh chấp với tiểu nhân hay người có chức có quyền sự nhẫn nhịn khiêm tốn lúc này sẽ giúp cho con giáp này tránh được những tai ương không đáng có tình cảm Vận trình tình cảm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, Thủy Khắc Hỏa cho biết có những hiểu lầm đã lâu không được gỡ bỏ, khiến không khí gia đình càng thêm căng thẳng. Bản mệnh nên kiệm lời trong lúc tức giận để tránh làm người kia đau lòng. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn nhờ khoản tiết kiệm bấy lâu mà bản mệnh có thể có cuộc sống dư dả dạ hơn. Cẩn trọng, không nên đề cao cái tôi quá mức dù ở trong mối quan hệ nào tội giáp ngọ tiểu nhân rình rập dở trò ném đá giấu tay tội bính ngọ lời nói khó nghe làm tổn thương người khác tội mậu ngọ cần chủ động làm hòa chẳng may có mâu thuẫn xảy ra tội canh ngọ nên chi tiêu một cách thông minh hơn tội nhằm ngọ các cặp đôi nảy sinh tranh cãi giận hơn con số may mắn số 26 số 17 màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi dần 8. tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng thành thông thì ngẩn đơn đợi cho biết với sự thông minh và khéo léo người tuổi này sẽ sớm đạt được các mục tiêu đặt ra trước đó Kinh nghiệm làm việc dày dặn sẽ giúp cho con giáp này không quá khó khăn mỗi khi gặp vấn đề nan giải. Tình cảm, Vận trình tình cảm vui vẻ, tươi đẹp, tối môi độc thân nhờ sự may mỏi của người thân, bạn bè mà tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Để được chung sống lâu dài với nhau, cả hai cần phải cùng tìm ra những điều chưa phù hợp để khắc phục. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ nhờ khả năng quản lý chi tiêu khoa học hợp lý mà người tuổi này có thể hạn chế những rủi ro liên quan tới vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, nên chăm lo và quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Tội ớt môi, chật vật khi đối mặt với vận xôi liên tiếp. Tội tinh môi, công việc gặp nhiều khó khăn chưa thể giải quyết. Tội kỹ môi, chưa đủ dũng khí bày tỏ suy nghĩ quan điểm cá nhân. Tội tân môi, tránh thực hiện việc trọng đại trong thời gian này. Tội quỷ môi, tình cảm trục giặc do cái tôi của bạn quá cao. Con sổ may mắn số 1, số 18, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không được dễ dàng. Tác động của cục diện tương hại cho rằng với điểm bảo hòa tiểu nhân đeo bẩm, con giáp này phải mất sức nhiều hơn để đạt được mục tiêu Tuy nhiên, đừng chọn cách cư xử nóng vội nếu không muốn chuyện càng thêm phức tạp. Tình cảm, vận trình tình cảm còn chút khoảnh khắc. Kim, sinh thủy, dự báo với xu hướng luôn che giấu những vấn đề mình đang gặp phải, còn nhấp này sẽ tạo ra cho đối phương cảm giác không được tin tưởng cho lắm. Tài chính, vận trình ta lọc gặp bất ổn, người tuổi này nên chỉnh đốn lại cách chi tiêu nếu không muốn rơi vào tình cảnh tủng thiểu cẩn trọng nên thẳng thẳng cởi mở hơn trong mọi việc tội giáp thân tài khỉ hao tổn làm ăn đầu tư thiếu hiệu quả tội bính thân cần giữ sự bình tĩnh sản xuất khi đối diện với các khó khăn tội màu thân nói nhiều không bằng hành động thực tế tội canh thân có thể bị lừa gạt hoặc đầu tư không đúng nơi tội nhâm thân phương diện tình cảm có nhiều điểm sáng con số may mắn số 9, số 20, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Quân trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra gặp chút gắt rối. Tử vi ngày hôm nay dự báo những chú ga có thể sẽ gặp khó khăn như tranh giành quyền lợi trong quá trình làm việc người tuổi này cần phải dứt khoát tránh xa những đám đông để hạn chế những rối rắm hay thị phi. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp tư tắn, Kim Sinh Thị cho biết người tuổi giàu sẽ nhận được mối nhân duyên lành nhờ sự chân thành cởi mở của mình. Bản mệnh hãy cứ cho người khác cơ hội để bày tỏ yêu thương, biết đâu mình sẽ nhận được tình yêu nồng nàn. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, thu lớn hơn chi giúp cho con giáp này đảm bảo được tài chính cho mình. Cẩn trọng, đừng quá khó tính hay xa cách với mọi người xung quanh. Tội ất dậu, cố gắng cởi mở, chân thành với mọi người xung quanh. Tội đinh dậu, có đủ tự tin và quyết đoán để phát triển. Tội kỹ dậu, có thể khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Tội tân dậu, nên mạnh dạn và song sáo để nắm bắt cơ hội tốt tội quỷ dậu tránh việc gì cũng cố chấp làm theo ý mình con sổ may mắn sổ 22 sổ 51 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi thân 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra không được thuận lợi chính ẩn xuất hiện cho thấy bản chất của người tuổi tuất là thông minh hiền hậu và siêng năng chăm chỉ Tuy nhiên, ở con giáp này lại thiếu ý chí tiến thủ nên khó lòng có thể tiến xa hơn trên con đường danh lợi. Tình cảm Phần trình tình cảm có thể rạn nứt, tác động của thổ khắc thủy khuyên những người tuổi này cần quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà dần lạnh nhạt chỉ vì ai cũng bận rộn với dự định riêng. Tài chính, Vận trình tài lộc ổn định nhờ khoản thu nhập dư giả mà con giáp này có được cuộc sống tương đối thoải mái, ổn định. Cẩn trọng, nên bỏ ngoài tai lời nói tác động ngoại cảnh nếu không muốn liên tục mệt mỏi. Tuổi giáp tuất khó tập trung vào công việc do nhiều nỗi buồn phiền. Tuổi bính tuất trần trừ do dự nên có thể sẽ bỏ qua ở nhiều cơ hội. Tuổi mậu tuất xử lý nóng vội vì rất dễ gặp những hậu quả khó lường tội canh tuất nên dành thêm thời gian chăm sóc con cái bố mẹ. Tội nhầm tuất không nên làm việc trọng đại trong ngày sát chủ. Con số may mắn số 21, số 8, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hại Công việc Vận trình công việc của người tuổi hại vẫn nhập nhằng Xét rõ thấy nhất giữa suy nghĩ và hành động của con giáp này chưa được thống nhất. Bản mệnh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội lý tưởng để chuyển mình, chỉ cần chậm trễ trong việc đưa ra quyết định. Tình cảm, vận trình tình cảm, không nên dựa dẫm. Bản mệnh cần phải hiểu rõ rằng, nếu không có khả năng tự làm mình vui vẻ sẽ khó tìm được niềm vui từ người khác. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến giúp cho người tuổi ngoài có thể chi trả cho các nhu cầu của bản thân. Cẩn trọng Tôi vui tích cực trong suy nghĩ lẫn hành động. Tôi ất hải công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến. Tôi tinh hại được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Tôi kỹ hại tay vận có chuyển biến tích cực trong hôm nay. Tôi tân hại có thể mạnh dạng đề xuất mức lương thưởng phù hợp với năng lực. tuổi quỷ hợi, tình cảm rối ren do mâu thuẫn, quan điểm sống. Con số may mắn số 7, số 52, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dân.